À, tao không có làm gì, bây giờ đi đi ăn ốc. Đó, đi ăn ốc á. Ôi trời. Đó. Lên chưa chắc thì nó cũng mới ăn. Rồi đặt hai dĩa ốc. Đặt hai dĩa ốc. Để xem muốn thứ một chút thôi đâu vậy. Nhưng mà đừng có con này nó có gì đó. Cái đó là còn lại gì á? Con này nó ngon à? Đó. Cái bóc bỏ miệng hút. À thì được á, tớ mấy đó tôi hút cái giỏi nhất mà. Có ba người kêu lên. Có. Có mà cái này không có mấy bạc hả? Cái ốc nào là chơi ổng nhưng mà cái nào là sự tiểu không? Có này là gì á? Móng tay xào rau muống ba biết ăn không? Thôi, giống như ăn no vậy, ăn sơ sơ vui cho biết. Đó, đã chia chua chua. Đưa ra đây của người ta mà. Chu. Không được vẽ, của người ta. Của người ta. Vẽ này nè. Ta bắt vẽ đây đi. À, chỗ đây không có làm mê bà. À, đang làm mê bà. Đúng rồi. Giờ bà có nhà không? Cô cứ tới, không có nhà mà nó tới không có nhà. Không thôi, nên đây là giả buồn nó có. Còn hồi xưa mẹ thảy ra ăn ghê. Cái này cái gì đây? Cho miếng hành phi lên nữa. Ốc à? Hiểu không? Cho hành không thêm miếng hành phi vô nữa, hiểu không? Hay không phải này? Mẹ hiểu tay. Hiểu có hành phi. Ây da, trời ơi. À chính. Hiểu tại sao nữa nè. Thôi. Cầm mấy thôi. Ta cầm lòng, đỡ đi. Mà nước dừa à? À, ốc sao đây? Cái con ruột bút bút hả? Thì bút vô tôi đang coi bút ra. Đằng ngóng. Cứ một hàng của tôi bao dưới à? À một tấn à, thuốc không có vô hàng ai vui vậy. À, con ốc là thuốc vô đầu tiên này thầy ổ kia là. Liên quan cái con này không có. Cái lần này thấy không? Ốc à? Ôi cha, ôi cha. Ngon không mà ngọc anh nói ngon quá. Ngon à? Ngon mà lỡ. Ờ, đã có nước dừa. Nhưng mà ngon không? Được không? Thấy bình thường ngon. Nước dừa ngon. À, nhưng mà nếu nói về cái này xuất sắc á, xuất sắc không? Được không? Năm dừa như thế này là mỗi hai, anh hai trăm đôi này. Mà nước dừa còn cua. Nhưng tại sao ta lấy xào cái nước dừa chứ ta? À, cái loại này là nước dừa nó mới thơm. Hả? Không, dứt, dứt. 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 Nếu mà mình mua về nhà mình đâu cần làm những gì đó, mình luộc ra mình ngửi thôi cũng ngon. Thôi ăn. Ngon hả? Đẹp lắm, cho nên là phải làm nước dừa nó lạt lẽo, không có gì chấm, tự nhiên hút nhiều nó lạt nhanh. Trời đất ơi. Ngon. Đi ra. Bắt beo mà ăn không được. Dừa ai? Bắt ốc chắc. Bên này ăn cũng được. Ơi mê, ốc là mọi người không được. Ốc mà. Nóng lắm. Ốc bỏ ra cho đẹp luôn hả? Cho thơm, cho thơm. Ừ. Ốc này nó bự hơn. Nó bự hơn là thịt nó nhiều hơn. Thấy không? Đó. Đây là hà lú đi ăn ốc. Bấy mắm ngon mà ngon. Nóng. Nóng. Nó phải mắm này ngon à.
Ngon không? Ốc vậy. Nóng quá, nóng quá, chứ là nóng. Rồi bắn ốc ra, bắn ốc ra. Chơi từ từ. Ok, từ từ, từ từ, yeah, 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 yeah. À, đổ, 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 đổ. Đó, cái gì vậy? Ừ. Cái đồ khách. Bắt là chìm nhỏ nhưng mà nó ồn quá, là chìm lên. Dạ, sò à. Tại vì nó nhiều quá, hiểu không? Ăn thử miếng nha. Nó khó rồi nè. Có làm cũng bằng thịt. Đó, nha. Đấy cái mỉa nè. Cái mỉa. Chút rồi. Thôi. Cho hành viên với lại nổ là còn được rồi. Đây là hồi nãy mẹ bèo với bố, hát bèo trong miếng hành viên rất lên. Đẹp lắm. Thôi vậy rồi ăn cái món này được rồi. Không có. Cái món này. Cái món này ở nhà làm được hơn. Phải không? Ở nhà ngứa ngới được. Luôn cái món này ngon. Món này ăn thấy chưa? Thấy chưa? Vậy ốc xong hết luôn, cái gì cũng xong hết. Bây giờ cái gì cũng xong hết á, em bé cũng nước xong luôn. Yeah.